Chào bạn, mình là Yến. Nếu bạn là người mới bắt đầu tìm hiểu về thị trường crypto và chưa biết cách bắt đầu từ đâu, chưa biết cách mua bán các đồng điện tử như thế nào, thì chuỗi video này mình sẽ hướng dẫn cho bạn cách đăng ký tài khoản trên sàn Binance và cách mua bán các đồng điện tử trên này ha. Vậy, sàn Binance là gì? Sàn Binance là sàn giao dịch tiền điện tử có khối lượng giao dịch và độ uy tín cao nhất trên toàn thế giới hiện nay. Nó hỗ trợ hơn 400 cặp giao dịch, vì thế có độ thanh khoản rất là cao, nạp rút tiền rất là nhanh và nó hoàn toàn uy tín và an toàn cho người mới bắt đầu tham gia thị trường mua bán các đồng điện tử trên sàn ha. Mình đã để sẵn đường link đăng ký tài khoản ở trong phần mô tả dưới video, thì bạn chỉ việc click vào đó để mà đăng ký tài khoản, tránh đăng nhập đường link lừa đảo ha. Đầu tiên đó là bạn vào phần mô tả ở dưới video bằng cách là bạn vào cái mũi tên nhỏ này nè, bạn click vào đây. Rồi, ở dưới phần mô tả sẽ có cái đường link đăng ký tài khoản sàn Binance chính chủ ha. Rồi bạn sẽ click vào đây. Nó sẽ chuyển sang giao diện như vậy nhé. Rồi, bây giờ bạn nhấp vào dòng đăng ký bằng điện thoại hoặc email nhé. Ở phần quốc gia thì Binance sẽ tự hiện ra cho bạn là Việt Nam. Trường hợp nếu bạn không thấy thì bạn có thể vào cái mũi tên nhỏ này nè, bạn nhấp vào đây. Bạn vào phần tìm, bấm chữ Việt Nam. Rồi, bấm xác nhận nhé. Đến đây thì bạn bắt đầu là tạo tài khoản cá nhân, bạn nhấp vào cái dòng màu vàng này nha. Rồi, bây giờ bạn sẽ nhập email và mật khẩu để mà tạo tài khoản. Email sẽ là email chính, bạn dùng từ đây về sau luôn ha. Rồi, ở phần mật khẩu thì bạn sẽ nhập mật khẩu làm sao cho nó thỏa 3 điều kiện mà Binance đưa ra, miễn sao là có đủ 3 tích xanh là được. Rồi, sau đó thì bạn nhấp vào dòng tôi đồng ý nhận thông tin từ Binance qua email, để mà khi Binance có những cái chương trình gì đặc biệt mà có phần quà cho người dùng á, thì người ta sẽ gửi qua email cho bạn nhé. Rồi bây giờ bạn bấm tiếp theo nè. Rồi bây giờ bạn kéo cái mảnh ghép này cho nó khớp nhau là được nè. Rồi đến đây thì Binance sẽ gửi một cái mã xác minh 6 số về email cho bạn nha. Việc của bạn là bây giờ vào mail để mà lấy cái mã đó và mình nhấp vào đây. Bây giờ mình vào mail nè, hộp thư đến nè, rồi mình vào chỗ tin của Binance gửi đến nè, rồi mình copy cái mã số này nè, rồi mình vào lại, mình dán vào đây. Tiếp theo là bạn nhập số điện thoại của mình vào nha, bấm tiếp theo nè. Rồi, bây giờ Binance sẽ yêu cầu bạn xác minh qua số điện thoại nữa. Thì bây giờ bạn sẽ vào tin nhắn để mới lấy cái mã 6 số. Sau khi nhập xong thì bạn bấm gửi nè. Ok, như vậy là bạn đã tạo tài khoản trên Binance thành công rồi ha. Việc quan trọng tiếp theo là bạn cần phải xác minh danh tính. Vì sao? Vì sàn Binance quy định là mỗi cá nhân chỉ có một tài khoản duy nhất trên sàn này thôi. Để tránh những cái trường hợp lừa đảo và gian lận giữa những người dùng với nhau, để mà bảo vệ quyền lợi cho người dùng khi giao dịch trên sàn này ha. Rồi, để xác minh danh tính được thì bạn cần phải tải app Binance về máy. Đó, nếu mà bạn dùng hệ điều hành iOS như iPhone thì bạn lên App Store để mà tải về. Còn mình dùng hệ điều hành Android thì mình sẽ vào CH Play để mà tải app Binance về ha. Bây giờ mình thoát cái giao diện này ra, mình vào CH Play. Rồi, vào phần tìm bấm Binance. Đây là giao diện của cái app Binance ha. Mình bấm cài đặt nè. Rồi, sau khi tải xong rồi thì mình sẽ mở cái ứng dụng này ra nhé. Rồi, đây là lần đầu mình đăng nhập vào app, cho nên là mình sẽ xác nhận là khu vực Việt Nam nè. Đến đây thì mình chỉ việc đăng nhập vào tài khoản của mình thôi ha. Vì hồi nãy bạn đã tạo tài khoản bằng email và mật khẩu rồi nha. Rồi bạn vào cái chữ đăng nhập ở dưới cùng này nè. Bạn nhập email và mật khẩu của mình vào nha. Rồi bạn bấm đăng nhập nè. Rồi bạn kéo cái mảnh ghép cho nó khớp vào nhau nè. Rồi đến đây Binance sẽ yêu cầu bạn xác minh email và số điện thoại một lần nữa, vì đây là lần đăng nhập đầu tiên trên thiết bị mới nha. Bạn bấm vào cái chỗ lấy mã này nè. Rồi,
sau đó là bạn vào email để lấy mã trước nha. Rồi copy cái mã 6 số này nè, dán vào đây. Rồi bạn vào tin nhắn để lấy cái mã 6 số luôn nha. Sau khi nhập xong thì bạn bấm gửi nè. Ok, vậy là bạn đã đăng nhập vào app Binance thành công rồi nha. Bây giờ bạn sẽ bắt đầu thực hiện cái bước xác minh ngay nha. Bấm vào xác minh ngay nè. Bây giờ bạn nhập đầy đủ thông tin mà Binance yêu cầu nha. Rồi, bạn bấm tiếp tục nha. Bây giờ bạn nhập cái địa chỉ mà bạn ở hiện tại vào đây nha. Mã bưu điện thì bạn đang ở tỉnh thành nào thì bạn có thể lên Google để mà tìm cái mã bưu điện ở nơi bạn đang sinh sống nha. Sau khi nhập xong thì bạn bấm tiếp tục. Đến đây thì Binance sẽ yêu cầu bạn xác minh danh tính bằng giấy tờ tùy thân nha. Sẽ có 3 cách để mà xác minh danh tính. Thứ nhất là bạn dùng thẻ căn cước công dân hoặc là chứng minh. Thứ hai là bạn dùng hộ chiếu. Thứ ba là bạn dùng bằng lái. Thì bạn chọn một trong 3 cách này nha. Mình sẽ dùng thẻ căn cước công dân để mà xác minh danh tính. Mình nhấp vào đây. Sau đó là bấm tiếp tục nè. Rồi, đến đây thì bạn sẽ chuẩn bị để mà chụp hình chứng minh nhân dân của mình. Trước khi chụp hình thì bạn đọc kỹ hướng dẫn mà Binance đưa ra nhé. Sau khi đọc xong và hiểu rồi thì bạn bấm tiếp tục nè. Rồi, bây giờ thì mình sẽ bắt đầu chụp hình chứng minh nhân dân mặt trước và mặt sau. Để mà chụp hình mặt trước thì bạn bấm vào cái nút màu vàng nè, chữ thêm dấu cộng này nè. Tiếp đến là bạn bấm chụp ảnh nha. Bạn sẽ đặt chứng minh nhân dân trên nền đơn sắc màu trắng hoặc đen là được. Và cạnh trên và cạnh dưới nó sẽ vừa khớp với cái khung màu vàng nha. Khi bạn chụp hình xong á, thì có 3 cái tích xanh mà Binance đưa ra này là bạn đã chụp thành công nha. Sau đó bạn bấm OK nè. Rồi bây giờ bạn chụp mặt sau. OK, sau khi bạn chụp mặt sau xong thì có 3 tích xanh như vậy là cũng đã đủ điều kiện rồi nha. Bây giờ bạn bấm OK nè. Rồi bấm tiếp tục nè. Bấm tiếp tục nè. OK, đến bước này thì mình sẽ tự chụp ảnh chân dung ha. Rồi tiếp tục là mình sẽ bấm vào cái nút tự chụp ảnh chân dung nè. Rồi và bắt đầu chụp hình selfie nha. Rồi bạn bấm OK nè. Sau khi chụp ảnh selfie xong thì bạn bấm tiếp tục ha. Đây là bước cuối cùng của xác minh danh tính rồi ha. Bước này là mình cần phải đưa cái khuôn mặt mình vào trong cái khung hình. Rồi sau đó mình sẽ làm theo các cử chỉ mà Binance yêu cầu. Ví dụ như là nháy mắt hoặc là há miệng. Rồi bắt đầu bấm vào xác minh nè. OK, như vậy là bạn đã hoàn thành bước tạo tài khoản và xác minh danh tính rồi ha. Bây giờ bạn cần chờ 1 đến 2 ngày để mà bên Binance phê duyệt yêu cầu xác minh danh tính của bạn. Và Binance sẽ gửi thông báo kết quả về mail cho bạn nhé. Khi tài khoản của bạn đã được xác minh danh tính thành công rồi á, thì ở phía góc phải trên cục này nó sẽ hiện ra cái tích xanh như vậy nhé. Bây giờ bạn có thể bắt đầu giao dịch mua bán Bitcoin và các đồng điện tử khác rồi ha. Chúc bạn thành công nha. Nếu video này giúp ích được cho bạn thì hãy để lại cho mình một like, comment và đăng ký kênh nhé.